Hiện tại thì các bạn đã có thể đặt trước Galaxy Z Clip 4 và Galaxy Z Fold 4 tại FPT Shop với bộ quà lên đến 7,5 triệu đồng. Hello, xin chào anh em. Samsung vừa mới cho ra mắt hai dòng sản phẩm điện thoại gập mới nhất của hãng, đó chính là Samsung Galaxy Z Fold 4 và Samsung Galaxy Z Clip 4. Với hai dòng sản phẩm này thì nó đều có rất nhiều những điểm nổi bật. Và bây giờ mình và các bạn hãy cùng đánh giá thử xem là với dòng Samsung Galaxy Z Fold 4 đi thì nó sẽ có những nâng cấp gì đáng giá hơn so với dòng Galaxy Z Fold 3 năm ngoái anh em nhé. Cảm giác đầu tiên khi mà mình cầm con Galaxy Z Fold 4 lên là nó nhẹ hơn rất nhiều nếu như mà mình cầm cùng với con Galaxy Z Fold 3. Và điển hình nhất đó chính là về phần trọng lượng, khi mà Samsung họ đã tối ưu rất là nhiều. Với con Z Fold 4 này thì nó sẽ chỉ nặng là 263g thôi, thay vì là 271g giống như là con Galaxy Z Fold 3. Và để có được điều này, một phần là nhờ Samsung họ đã vác phẳng phần cạnh xung quanh của máy. Và Z Fold 4 nó sẽ được làm theo ngôn ngữ phẳng, giống như cái cách mà Galaxy S22 đầu năm nay đã làm, nhưng mà các cạnh nó sẽ được vác vuông hơn. Cả phần mặt trước và mặt sau của máy thì đều sẽ được làm từ kính cường lực Gorilla Glass Victus Plus, kết hợp với phần khung được làm từ Armor Aluminium giúp tăng cường độ bền của máy hơn. Về cái độ bền của nó có thực tế như thế nào thì mình sẽ hẹn anh em ở một cái bài rub test tiếp theo. Còn cái việc mà có cái video rub test đó hay không thì chắc chắn là mình sẽ xin sếp của mình sau anh em nhé. Bản lề của con Z Fold 4 thì nó cũng sẽ được làm lại luôn bằng cách là Samsung họ sẽ vác phẳng lại. Và để hình dung thì đây chính là cái phần bản lề của con Z Fold 3. Thì bản lề của con Z Fold 4 nó sẽ được vác bỏ phần cong và nó để trông gọn hơn. Với cái thiết kế bản lề mới như thế này thì ngoài việc giúp cho chiếc điện thoại của chúng ta sẽ trở nên góc cạnh hơn, cứng cáp hơn, thì nó sẽ tăng cái độ bền khi mà chúng ta gập mở máy trong lúc sử dụng. Bên cạnh đó thì máy sẽ đạt tiêu chuẩn kháng nước IPX8 tương tự như là dòng Z Fold 3. Và Galaxy Z Fold 4 sẽ có 3 tùy chọn màu sắc để cho anh em có thể lựa chọn là đen, kem và xanh. Cá nhân mình thì mình sẽ chấm cái phiên bản màu đen hơn, bởi vì nó tôn lên cái sự sang trọng doanh nhân, và mình thì mình cũng thích những cái tông màu thiên về đắt đắt một xíu. Nhưng mà về phần kích thước thì màn hình ở trên Galaxy Z Fold 4 sẽ có kích thước tương tự như là Galaxy Z Fold 3. Với màn hình ở bên trong khi mà chúng ta mở ra nó sẽ có kích thước là 7.6 inch, còn màn hình phụ ở phía bên ngoài thì chúng ta sẽ có kích thước là 6.2 inch. Cả hai màn hình của máy thì vẫn sẽ được trang bị tấm nền Dynamic AMOLED 2X với độ phân giải HD Plus cho màn hình ngoài và 2K Plus cho màn hình trong. Tần số quét của màn hình thì sẽ là 120Hz tự động tinh chỉnh theo từng tác vụ của người dùng, và nó sẽ tối ưu thời lượng pin của máy hơn. Và chiếc Z Fold 4 được sinh ra là để dành cho công việc nên màn hình sẽ được Samsung tùy biến lại khá là nhiều và nhằm phục vụ tối đa cho cái việc đấy. Giao diện trên Fold 4 thì nó cũng sẽ được cập nhật lại giống như là Samsung Deck hơn, với một thanh dock ứng dụng ở phía bên dưới màn hình. Nếu như các bạn dùng Fold hay là Tab mà dùng Goodlock thì mọi người sẽ rất là quen với cái giao diện này rồi, giúp cho chúng ta dễ dàng thao tác chuyển đổi nhanh giữa các ứng dụng khi mà làm việc, và sắp xếp ứng dụng nó cũng sẽ hợp lý hơn. Còn về những thao tác khác thì nó cũng sẽ rất là trực quan, với lướt hai ngón tay lên để chúng ta có thể là chia đôi màn hình và kéo thả ứng dụng như là trên máy tính cũng rất là dễ dàng. Với dòng điện thoại gập của Samsung thì chế độ Black Mode nó cũng khá là hay, và từ dòng Galaxy Z Fold 3 thì mình đã rất là thích cái chế độ này rồi. Nhưng mà Z Fold 4 thì nó làm mình càng thích hơn khi mà mình đặt máy ở trên mặt bàn để có thể sử dụng chế độ Black Mode này. Thì phần màn hình ở phía bên dưới nó sẽ đóng vai trò giống như là một cái touchpad để mình có thể di chuyển và mình rê chuột sử dụng. Với Galaxy Z Fold 4 năm nay thì máy nó vẫn sẽ hỗ trợ sử dụng bút S Pen giống như là dòng Fold 3 năm ngoái, nhưng mà nó sẽ chưa được trang bị khe cắm bút S Pen ở trên máy luôn. Camera ở trên dòng Galaxy Z Fold 4 năm nay cũng sẽ có rất nhiều điểm cải tiến và nâng cấp so với dòng Galaxy Z Fold 3. Cụ thể thì đây chính là điểm mà nhiều người dùng Galaxy Z Fold 3 muốn thay đổi ở dòng Galaxy Z Fold 4 năm nay. Và dù sao đây cũng là một dòng điện thoại cao cấp, một dòng điện thoại flagship của hãng mà. Camera ở trên Galaxy Z Fold 4 thì nó sẽ sở hữu cụm 3 camera với cảm biến chính lên đến là 50MP, và nó sẽ ấn tượng hơn rất là nhiều so với cụm camera với cảm biến chính 12MP ở trên dòng Z Fold 3 năm ngoái. Còn về những camera thành phần khác, ví dụ như camera góc siêu rộng thì nó sẽ có độ phân giải là 12MP, một camera zoom 3x với độ phân giải là 10MP với công nghệ Space Zoom 30x. Đây sẽ là một cái sự nâng cấp về phần cứng camera rất là lớn ở trên Z Fold 4 năm nay, khi mà Z Fold 3 thì nó sẽ chỉ được trang bị 3 cảm biến có cùng độ phân giải là 12MP thôi. Vậy thì chất lượng ảnh của con Z Fold 4 này nó mang lại như thế nào? Chất lượng ảnh mang lại thì nó cho ra một cái chất lượng rất là tốt, màu sắc lên thì rất là tươi tắn, rực rỡ, và cái độ chi tiết của ảnh nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với ảnh chụp ở trên con Z Fold 3. Camera selfie của Galaxy Z Fold 4 cũng là một cái điểm rất là nổi bật khi mà nó sẽ sở hữu hệ thống hai camera, một trong và một ngoài, và độ phân giải của nó lần lượt là 10MP cho camera selfie ở màn hình phụ bên ngoài và 4MP cho cái camera selfie ở màn hình bên trong. Nhưng với camera selfie ở phần màn hình bên trong này, nó sẽ là camera ẩn dưới màn hình. Dạng camera như thế này là nó đã xuất hiện ở trên dòng Fold 3 rồi. Tuy nhiên thì nó sẽ được làm khá là thô và nó dễ dàng quan sát được. Nhưng với camera selfie ẩn dưới màn hình ở trên con Z Fold 4 thì Samsung họ
đã làm cái phần điểm ảnh mịn hơn, nhỏ hơn và nó sẽ được phủ nhiều hơn ở trên camera. Nhìn thì nó sẽ thẩm mỹ hơn và sẽ khó quan sát hơn nếu nhìn không kỹ. Z Fold 4 sẽ được trang bị con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1. Đây là con chip mới nhất đến từ nhà Qualcomm và nó sẽ được sản xuất ở trên tiến trình là 4 nanomet. Với con chip này thì nó sẽ mạnh hơn, mát hơn so với con chip Snapdragon 8 Gen 1 và kèm theo đó là nó được vào tay của Samsung nữa thì nó sẽ được tối ưu tốt hơn để có một cái hiệu năng mạnh mẽ hơn. RAM của máy thì sẽ là 12GB, còn bộ nhớ trong tối thiểu của con Galaxy Z Fold 4 này sẽ là 256GB. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có thêm hai phiên bản bộ nhớ trong khác nữa là 512GB và 1TB. Với cấu hình này thì nó sẽ có thể đáp ứng tốt và mượt mà tất cả các tác vụ làm việc hàng ngày. Đa nhiệm của nó thì cực kỳ tốt. Chúng ta sẽ có thể là chia màn hình ra nhiều phần nhỏ khác nhau để có thể là sử dụng cùng lúc nhiều ứng dụng, vừa làm việc vừa kết hợp với giải trí, nhưng nó vẫn rất là mượt nha. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ cùng lúc vừa xem YouTube vừa trả lời tin nhắn bạn bè và mình vừa có thể trả lời mail công việc cùng lúc trên cái phần màn hình này mà không cần phải chuyển qua đa nhiệm qua lại rất là mệt mỏi. Còn về phần cấu hình này để mà có thể chơi game thì thật sự quá thoải mái, quá phủ phê rồi. Bao nhiêu game nặng thì các bạn cứ tải về và các bạn trải nghiệm thôi chứ các bạn cần gì mà phải lăn tăn suy nghĩ là cái game này nó có phù hợp với máy mình hay là không? Không cần đâu. Và cuối cùng đó chính là về phần thời lượng pin. Với con Galaxy Z Fold 4 năm nay thì nó sẽ có một cái thời lượng pin ở mức là tạm ổn thôi, 4400mAh, và nó sẽ hỗ trợ sạc nhanh 25W, sạc nhanh không dây 10W và chia sẻ pin không dây. Đối với mình thì cái thời lượng pin này nó không ấn tượng lắm và nó hoàn toàn không khác gì cái dòng Fold 3 là mấy. Nếu như Samsung họ chịu khó họ cải thiện về cái phần thời lượng pin một tí hay là cái tốc độ sạc của nó nhanh hơn một tí đi thì nó sẽ là một cái điều rất là tuyệt vời. Và đó chính là những nâng cấp ở trên chiếc Galaxy Z Fold 4 năm nay. Với Galaxy Z Fold 4 thì ngoài sự doanh nhân sang trọng và đẳng cấp mà nó mang lại thì đây chính là chiếc điện thoại có thể phục vụ tối đa nhất, tối ưu nhất dành cho công việc của các bạn hàng ngày. Ngoài những nâng cấp kể trên thì giá của dòng Galaxy Z Fold 4 năm nay nó cũng đã rất là tốt rồi. Và hiện tại nếu như các bạn tham gia chương trình đặt gạch sớm Galaxy Z của FPT Shop thì các bạn sẽ được nhận thêm rất là nhiều những chương trình ưu đãi và phần quà hấp dẫn khác. Còn các bạn cảm thấy là dòng Galaxy Z Fold 4 năm nay nó như thế nào thì các bạn hãy để lại suy nghĩ của mình ở phía dưới phần comment nha. Và đừng quên là để lại cho tụi mình một like và một subscribe nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.